Quả LED nó không được như hình render lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Đây cũng là một cái điểm nhấn thực sự rất ấn tượng của con RE65 này đến từ bạn Nguyễn Minh, Nukros, bạn maker đã làm ra cái con RE6.5 bản PC Mica ghép ấy, quá nổi tiếng về cái độ flexible, tức là cái độ gọi là gì nhỉ? Nhún các thứ của nó ấy. Và đây là cái phiên bản nhôm, một cái phiên bản hoàn thiện hơn rất nhiều và trời ơi. Mình không nghĩ là có một cái con mà cái tiếng ở dàn mốt của nó có thể hay được như thế này mà giá của nó dưới 5 củ. Được không các bạn? Nó lại quá được luôn đấy chứ. Con này thì mình nói thẳng luôn là mình cũng sẽ đứng ra để group buy cái phiên bản động phim cơ. Đó. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ có thể chọn cái option là sử dụng cái logo thông thường của Nukros là như thế này này. Đấy, RE65. Thêm cái logo của Nukros ở đây. Hoặc là logo chữ Nukros X với cả logo động phim cơ. Phần tạ vẫn tương tự như vậy. Nói chung á, thì nói luôn là mình sẽ có thứ nhất là cái option là tạ logo động phim cơ. Và quan trọng là sẽ có một phiên bản màu đặc biệt. Cái màu này là chỉ duy nhất ở động phim cơ các bạn mới có cái option này thôi. Đấy là cái màu tím Mecha. Đấy, mình sẽ đưa cái hình lên cho các bạn có thể thấy cái hình render như thế nào. Cái màu tím đó kiểu Eva Galeon đấy. Mình không biết phát âm có đúng hay là không, tại mình không chơi về cái đấy. Mình chỉ thấy cái màu tím rất là đẹp. Thế là mình quyết định là kết hợp với cả bạn Nguyễn Minh để group buy cái phiên bản màu đặc biệt này. Các bạn sẽ không thể tìm thấy được ở bất cứ đâu ngoài độ phím cơ cả. Cũng như là option thêm cái tạ như kia. Thì các bạn thích màu gì chọn, và các bạn thích cái option tạ là nguyên bản như thế này hoặc là tạ độ phím cơ, các bạn cũng có thể chọn. Ok. Và phiên bản thấp nhất là giá sẽ chỉ là từ 4,8 triệu mà thôi. Ok các người anh em, chi tiết cụ thể của cái bài group buy thì mình cũng sẽ lên sớm thôi, các bạn tham khảo trên động phím cơ nhé. Rồi quay trở lại với cái phím này thì đi đầu tiên á, cái thiết kế của nó có một cái điểm nhấn ở cái chỗ này này, vát cong lại một chút xíu đấy, bên này nó vát cong lại thêm một chút xíu đấy. Và ở cái phiên bản final lần này thì mình thích cái vết cắt ở trong chỗ này nữa, để mà làm gì, con phím này không hề nhẹ một tí xíu nào cả. Các bạn cầm lên rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Có nhiều con phím nó không có cái phần đỡ như này, nên cái việc mà mình nhấc lên nó khá là khó chịu. Trong khi đó con RE65 này thì rất là ok ở cái điểm đó. Cái phần top này chúng ta có một cái điểm nhấn về mặt thiết kế, thay vì cái việc làm bằng phẳng thì bạn maker bạn ấy làm cho một cái đường cắt đó để nó có một cái điểm nhấn hơn. Và như thế này nhìn ở phía bên trên á, nó cũng tạo ra cái sự khác biệt so sánh với những con phím 65% khác trên thị trường. Thật sự để mà nói á, thì cái mặt trên á, nó có những cái điểm cong như thế này, những cái đường cắt như thế này là nó đã rất là khác biệt so sánh với phần lớn những con phím đang có mặt trên thị trường rồi. Nhưng mà có thêm cái điểm này mình vẫn thấy nó là một cái chi tiết hay ho hơn, và nó tạo nên một cái điểm nhấn thú vị hơn với cái mặt thiết kế. Chỗ này thì các bạn có thể option là không sử dụng switch và chúng ta sẽ gắn núm được nhé. Nên là anh em nào mà thích chơi núm, chúng ta vẫn có thể hàn núm được vào đây. Ok. Rồi, layout thì 65% và 67 phím thông thường có một cái block ở đây. Tuy nhiên thì mình cũng không rõ là có thêm mấy cái option kiểu space 7U hay không. Cái đấy thì trong form group buy thì sẽ có. Và nói chung là cơ bản thì con này mang lại một cái thiết kế ở mặt trên khá là cơ bản. Đó. Nhưng đây, như soi kỹ một tí thì phần top này hơi hở chân switch này. Đây là một cái điểm hơi tiếc. Ok, rồi. Mặt đánh sau đi. Chỗ này là LED. Đó, tản LED các bạn cũng biết rồi. Tuy nhiên thì nhìn nó không được mịn như là hình render, cũng hơi tiếc nhẹ. Quả tạ đằng sau nhìn vô cùng chất lượng, thật sự quả tạ này nhìn cực kỳ ưng luôn. Và cái phần tạ này cũng được hoàn thiện kiểu bắn cát để mà cho nó bền bỉ hơn. Mình chắc chắn là nó sẽ bị xỉn ra bộ khoảng thời gian thôi, nhưng mà sau bao nhiêu lâu thì mình không biết. Tạ đồng mà, đấy chúng ta phải chấp nhận thôi, biết sao giờ. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nhé. A few moments later. Này để riêng nha. Nhặt úp lại. Ốc nó rơi ra, nhẹ nhàng thôi. Nhấc này lên cho nó rơi nốt ra. Cắt ốc. Nhá. Và đây là phía bên trong của con phím này. Thì ok. Không có rotobot gì cả. Nên là rất thoải mái, nhẹ nhàng. Mặc định thì chúng ta sẽ sử dụng cái plate này là plate FR4 các bạn nhé. Còn tuy nhiên cái option này của mình là plate nhôm. Các bạn cũng sẽ có những cái miếng đệm gasket ở đây này.
Đó, mình dán lên trên plate nhé các bạn. Rồi, đây phía bên trong. Thì con RE65 này trong cái thiết kế của nó có một cái rất là hay. Đó là chúng ta có cả tạ trong và chúng ta có tạ ngoài. Và cái tạ trong này là cái option mua thêm. Và mình nghĩ là các bạn nên thêm cái option này. Thêm có mấy trăm nghìn thôi nhưng mà con phím nó nặng hơn, đầm hơn và cái tiếng nó chắc hơn rất là nhiều luôn. Rồi, ở phía bên trong này thì cái thành case của chúng ta nó cũng... Dùng cái từ gì ta, nó cũng khá là cơ bản thôi. Con này thì các bạn để thấy là mình build không có một chút xíu foam nào và tiếng được không hề rỗng. Không hề bị kiểu vị vang vang quá, khó chịu gì cả, rất là ok. Một cái điểm này, chỗ này chúng ta có những cái điểm đệm này, đệm này, bên trong này nữa này. Đó, các bạn thấy không? Góc dưới này nữa. Tức là khi mà bạn maker, bạn thiết kế ra con này á, bạn ấy đã tính toán hết tất cả những cái vị trí để mà ví dụ như là cái mạch này nó có chạm vào cái phần case thì bây giờ không còn nữa. Xê dịch kiểu gì thì xê dịch. Đấy, nó vẫn rất là mềm mại. Và như vậy ấy, nó sẽ ổn định hơn. Và nếu như các bạn ớt xem mà chẳng may chúng ta có kéo như này thì không bao giờ chúng ta lo cái việc mà phần PCB ấy, nó cạ vào phần lòng case khiến cho cái phần case của chúng ta bị xước. Và thật sự chất lượng anode của nó thì rất là ok. Cái độ mịn của nó, cá nhân mình đánh giá thì nó không đến mức độ được như mấy con cao cấp cỡ trên 10 củ. Nó vẫn có một cái độ nhám nhám nhẹ nhất định. Tức là cái kiểu hoàn thiện ấy, thì nó đúng cái cảm giác các bạn vẫn đang sờ vào một cái tấm kim loại. Gu của mình thì không phải là đến mức nó mịn quá, mịn theo kiểu mịn cứ trơn tuột ấy. Thì sờ vào nó không còn là cái cảm giác sờ vào kim loại nữa. Nên là con này như vậy thì là ok. Tuy nhiên đây là phiên bản màu đen thôi, mình cũng không rõ những cái màu khác thì liệu nó có được đến mức độ như thế này hay không. Nhưng mình nghĩ vẫn sẽ khá là ổn. Và con RE65 này thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn ở cái màu mặc định. Còn cái như mình đã nói màu tím thì là màu độc quyền ở bên Đậu Phim Cơ nhé các bạn nhé. Đó, bên trong này cũng có thêm cái logo của bạn ý này. Ở cái phần thiết kế thì top và bottom chúng ta sẽ có 4G này nổi lên. Đó, 4G này nổi lên. Thì 4G này nó sẽ kết hợp với các phần top phía bên trên này. Để khi bạn lắp vào này, đấy, nó vào đúng cái vị trí của nó. Tuy nhiên thì nó vẫn bị sọc sạch này. Thì nó sẽ giúp các bạn xem dễ hơn thôi. Chứ còn cái việc mà lệch top và bottom thì nó vẫn sẽ có thể xảy ra. Nên là trong cái lúc mà lắp thì các bạn cũng cần phải cân đối một tí. Rồi, đi vào phía bên trong ấy, thì cái mạch này của chúng ta sẽ có led gầm. Đó, led gầm thôi chứ không có cái led nền của tướng phím. Mấy con diode này thì nó sắp xếp theo từng cái switch. Nhìn phát biết luôn. Con nào mà có biến phát là biết luôn. Đấy, thậm chí switch nào mà liệt nhìn vào diode phát biết luôn để mà xử lý. Đấy, đây là một cái thiết kế rất là hay. Và mình thích cái kiểu như thế này. Đương nhiên là một vài những vị trí khó thì vẫn phải gắn vài con liền một chỗ. Nhưng thôi cái đấy thì không bán đấy làm gì. Mạch được phủ một cái lớp chống ẩm nên khá là dày. Dày vãi đạn luôn, sờ vào cái chỗ đường VR này là thấy luôn cái điều đó. Thế thôi riêng mấy cái này chắc không cần phải chia sẻ lại làm gì. Hơi tiếc cái là nó vẫn đánh số theo thứ tự ở đây đâu. Chứ không phải đánh số theo cái chữ gì cả. Nhưng thôi cái đấy cũng là cái nhỏ. Nút reset nhanh kìa đây. Đó, để các bạn up firmware cho nó rất là nhanh. Con này thì cắm vào VR cái là nhận luôn rồi. Đây là một cái điều mình rất là thích. Chip thì Mega 32U4 quen thuộc. Và như các bạn có thể thấy là cái phần chỗ dưới này này là cái phần LED lủng để mà chúng ta hắt ra cái phần LED diffuse ấy. Tuy nhiên thì bóng LED thì có vẻ là rất là nhiều ấy, nhưng mà nó chưa được thực sự mịn. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình hơi bị tiếc trên con RE65 nhôm này. Nhưng cơ bản thì ok. Chúng ta sẽ có hỗ trợ cả split space bar. Đây các bạn thấy này. Đấy, mình cái này là split space này. Thấy chưa? Đó, còn đây thì mình sẽ sử dụng space 625U như bình thường thôi. Con này thì không hỗ trợ space 7U. Đấy các bạn lưu ý. Và mạch của chúng ta thì có flex cut hai cái đường ở đây. Và trong cái lúc mà mình assemble con này á thì mình nhận ra một điều, đấy là cái khoang ở đây này. Khoang lỗ để mà gắn cái switch xuống cái phần PCB nó rất là chặt. Đấy. Nên cái lúc mà mình lắp con này xong, mình có tháo switch ra, mình lắp switch nóng ấy, tức là mình không tháo hẳn ra ngoài, mình lắp khi mà nó vẫn còn ở trên case, thì khá nhiều những con switch ở phía bên trên này nó không ăn được vào. Và như thế ấy, nếu như các bạn có muốn đổi switch các thứ thì rõ ràng là để ok nhất các bạn cần phải tháo hoàn toàn con này ra. Hoặc nếu không các bạn sẽ phải tìm một cách gì đó load foam mà, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên tháo ra thì nó mới là ok. Mạch flex cut 1.6mm và nó rất là tiêu chuẩn cơ bản. Đấy, đầu si thì ở bên góc bên trái này rất là cơ bản. Và cái mạch này thì theo như mình được biết là còn sử dụng được cho rất nhiều những con phím khác nhau, kể cả dành cho những con phím đến từ KPD đều ok hết luôn.
nên là thậm chí cái mạch này mình đánh giá nó cực kỳ cao luôn. Mạch này là bạn maker bạn cũng bán lẻ luôn, nên là các bạn có thể sử dụng nó trong rất nhiều mục đích khác nhau. Thậm chí cái plate này cũng dùng cho được mấy con KBD 67 Lite các thứ gì đó rồi mà, rất là ok luôn. Còn riêng về phần plate thì nó là thiết kế theo kiểu gasket mount ấy, cơ bản thôi, này dài to và cái phần ngàm này chúng ta cũng không quá ấy. Ui, mình bẻ có một tí mà nó cong theo luôn này. Nó là nhôm mà các bạn. À, chỉ có plate FR4 à, thì nó mới cứng cáp hơn và nó sẽ đàn hồi lại một cách ok hơn thôi. Và cũng rất may là plate FR4 nó là cái plate nó vừa đảm bảo được cái độ cứng, độ đanh của cái tiếng mà nó vẫn có một cái độ cứng cáp chắc chắn nhất định. Nên các bạn có thể tham khảo. Còn phiên bản plate nhôm này là mình thích thì mình lắp vào thôi. Công nhận này. Ui, nhôm khác. Nó không có cái sự đàn hồi giống như là FR4 các bạn ạ. Ok. Rồi. Thế thì bên trong nó là cơ bản nó là như vậy thôi. Đấy, lắp vào này. 5 minutes later. Yeah. Và khi lắp xong á, cái việc mà các bạn bị lệch một chút xíu phần top và bot là một chuyện rất bình thường. Thế nên á, thay vì cái việc cứ phải căn từng tí cho nó mượt lại, thì bây giờ bạn Nguyễn Minh bạn ấy làm một cái đường cắt nhỏ, làm một cái đường kẻ chỉ. Nó vừa tạo nên cái kiểu điểm nhấn về cái mặt thiết kế phần mid cho phần top và phần bot, mà nó lại khiến cho cái việc mà xem của các bạn nó đỡ bị khó chịu hơn nhiều. Mấy bác bị OCD thì cùng đỡ bực mình. Chứ còn cơ bản thì nó cũng rất là mượt mà, rất là khớp nối với nhau rồi, trơn tru, không có vấn đề gì chúng ta phải xoắn cả. À, tuy nhiên có một cái điểm này này, các bạn thấy không? Tỏ vật vã ra. Tại vì ấy, bây giờ anh em chơi mấy cái cáp custom thì rất là nhiều. Mà cáp custom thì có nhiều kiểu đầu lắm, nhiều đầu nó tròn tròn các thứ. Cái này mà đầu tròn ấy, xin lỗi các người anh em, cần hết. Đấy. Nhưng mỗi tội là bởi vì ấy, nó to quá ấy, và cái cổng tai xi các bạn thấy không? Nó không có một cái điểm nào nó đỡ, nên là lúc mà gắn vào anh em cũng phải cẩn thận. Bởi vì nó không có một cái gì đỡ, nếu mà giật mạnh quá có thể nó sẽ bị bung cổng. Rất may là mấy cái này thì fix nó cũng dễ, mà kể mà có thêm daughterboard thì tốt. Tại vì nếu mà có thêm daughterboard hỏng cái thay cái daughterboard thôi, nó đỡ mệt. Daughterboard cỡ 200.000, 300.000 nó cũng đỡ hơn so với việc cả con PCB mang đi xử lý, nó hơi tiếc đúng không? Thế thì nhận xét lại về con phím này, thiết kế ok, tạ trong tạ ngoài hoàn thiện ok, mạch miếc ok, plate ok, rất ngon, và quan trọng hơn cả là cái cảm giác gõ nó mang lại. Thì thật sự luôn là đối với gu của mình thì âm thanh của con này nó khiến cho mình rất là bất ngờ trong cái tầm giá khoảng 5 củ. Đây các bạn nghe nhé, tung stand không hề có một chút xíu nó rỗng luôn, cho dù đây là mic mình đang để rất là gần này. Không foam đấy các bạn nha, không có không có một miếng foam nào luôn. Và đây cũng là một trong những con cho cái tiếng space cực hay luôn. Thôi anh em đừng để ý tabs, nó hơi tích tích. Tại vì tháo ra tháo vào quá nhiều luôn. Nhưng mà các bạn nghe tiếng này. Tiếng space càng gõ càng thích, càng gõ càng thích luôn. À, mình thì vẫn sử dụng Tropical Water cho cái space, còn lại mấy chỗ này thì đều là tung stand hết cả. Và rõ ràng là cái dàn mốt có nhiều con bây giờ nó bị tịt tịt hoặc là nó bị vang vang quá, thì con này không hề bị luôn. Gõ rất là thích và nó tạo cái cảm giác gõ thực sự rất là tuyệt vời cho con này. Mình có gắn thử với cả HB rồi này, mình có gắn thử với cả Full Tropical Water rồi này. Bạn nào thích thì xem lại cái video và sound test ở trên live stream của mình. Còn trong cái video ngày hôm nay thì là tung stand, gõ thực sự là cực thích luôn. Âm thanh cũng gọn gàng, nghe hay. Nói chung đây là một trong những con khiến mình khá là bất ngờ ở trong cái tầm giá dưới 5 củ mà cho ra cái tiếng nó ổn như thế này. Nhắc lại nhá, không có một miếng foam nào luôn đấy các bạn. Vậy các bạn nghĩ sao về em Re 65 Aluminium này? Chắc kiếm cân thương nhỉ, nặng vãi, tạ trong tạ ngoài các kiểu. Đấy, vậy các bạn nghĩ sao về em phím này? Có điểm nhấn chưa? Đặc biệt chưa? Và âm thanh đủ hay chưa? Hãy để lại ý kiến ở comment phím dưới nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.